Xin mời chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đưa quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ tuyệt đại ba đầu. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh youtube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo vô cùng hay của câu chuyện này. Và quý vị cũng đừng quên đặt khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ khi linh khí tiêu hào hết Thậm chí cuối cùng là tự bạo Thì cũng chỉ sử dụng chân khí dự trữ trong đan điền mà thôi Mà không phải nói Chân khí trong đan điền không còn Thì chiêu số gì cũng không thi triển ra được Nhất là thời điểm tính mạng khẩn yếu quan đầu Thường thường sẽ có lực lượng ré lên Những thứ này Chính là nước tích tụ lâu ngày trong quá trình tu luyện Chậm rãi tích góp từng tí một Mà thành lực lượng dự trữ nhưng nếu muốn vô duyên vô cớ sử dụng lực lượng dự trữ lại rất khó khăn. Cực độ thống khổ cần phải làm theo phương thức tự ngược đãi mình mới miễn cưỡng đạt được. Nhưng thiền ma biến lại khác. Nó thuộc về công pháp cường đại nhất của ma đạo thời thượng cổ. Một khi thi triển ra sẽ thiêu đốt tất cả lực lượng làm cho trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng vô cùng lợi hại. Mà quá trình này dâm như thời thời khắc khắc đều có người đang cắn xé bản thân của người vậy. Nhưng mà đôi động đối với thiền ma biến đệ nhất biến lại có chút suy nghĩ một khi thi triển, kết quả không phải địch chết thì ta vong. Xem ra, để nhận biến này cũng chỉ khi tử chiến mới có thể sử dụng tới nó. Nếu như bình thường, tiêu hào chân khí dự trữ trong thân thể để đạt tới lúc luyện hóa tốt nhất, có lẽ sẽ có hiệu quả thật tốt. Tuy làm như vậy, có chút cảm giác tự làm khổ mình, nhưng để có thể tu luyện nhanh hơn, cho dù là quá trình có chút thống khổ đi chăng nữa, cũng có cảm giác cực kỳ đáng giá bởi vậy lôi động vừa vặn tiếp tục thi triển thiên hạ vô song cũng giống như lúc trước thời gian nửa nén hương lực lượng hao tổn sau đó nằm co quắp trên mặt đất toàn thân của hắn đau đớn kịch liệt khổ sở cộng thêm tinh thần mệt mỏi quá độ ngồi xếp bằng xuống tiếp tục phục dụng một hạt tiểu ngũ hành tan. cực kỳ gian nan hắn bắt đầu ngồi xuống luyện khí khôi phục chân khí cùng thể lực mấy canh giờ sau lôi động chậm rãi mở hai mắt ra cảm nhận được tinh thần và thân thể có cảm giác no đủ. Nội thị một phen, cảm nhận tu vi của mình một chút. Hình như tịnh tiến không nhanh bằng lúc trước. Nhưng làm nhiều nhất cũng có hiệu quả tương đương với việc ngồi xuống hai lần mỗi ngày. Nhưng trong cốt cách và kinh mạch lại có cảm giác đau đớn và chua xót vượt xa lần đầu tiên. Hắn thở dài một cái. Xem ra, cho dù nghiền ép tiềm lực cũng không thể không hạn chế số lần đào móc. Thời gian trôi qua vội vàng, thoáng một cái lại nửa năm qua đi. Trong khoảng thời gian này, lôi động cũng nếm thử làm thế nào để lợi dụng thiên ma biến làm biện pháp gia tốc tù luyện của bản thân. Cứ cách 10 ngày một lần, hiệu quả tốt hơn một chút, mà mỗi lần tu luyện thường thường sẽ tương đương với 3-4 ngày. Nhưng 10 ngày một lần này cũng không có biện pháp nào giảm số được. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của lôi động gia tăng mấy lần, xem như đền bù cho tu chất không được tốt, khuyết điểm khó coi nhất của hắn. Nhưng mỗi lần sau thống khổ của thiên ma biến, chuyện này cũng tương đương với khảo nghiệm ý chí. Cứ mỗi 10 ngày sẽ làm như thế một lần, mặc dù với lực ý chí của lôi động cũng có ảo giác bản thân sắp sụp đổ. Mà trong giờ phút này, lôi động đã phải rời khỏi cái hang động trong núi hoang này mà hắn đã ở lại mấy tháng. Nguyên nhân không cần nói cũng biết, lúc trước bái sư, phần thường tiểu ngũ hành đan của sư tôn đã tiêu hào hết, mà những người các tu luyện thường xuyên cách 10 ngày nửa tháng mới có thể phục dụng một hạt, bởi vì cần thời gian như thế để phục dụng tiểu ngũ hành đan, dược tính bên trong hoàn toàn tiêu tán hết. Tùy mỗi ngày tu luyện vẫn có thể tiêu hóa hết, nhưng vẫn còn dược tính còn thừa, chỉ trong một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi hấp thu toàn bộ. Thứ hai, nếu không đợi được tính toán, dược tính hoàn toàn tiêu tan, thì liên tục phục dụng đan dược vào trong cơ thể. Dần ra, hiển nhiên dược tính càng tích càng nhiều, sẽ tạo thành thương tổn thật lớn đối với thân thể của ngươi. Nhưng thiền ma biến là thượng cổ ma công, tính chất mạnh mẽ bá đạo. Trong bốn lần thi triển, nếu không đem toàn bộ chân khí trong cơ thể tiêu hao hết, thì không dừng lại được. Cho dù dược tính của đan dược có lưu lại, cũng bị nó rút hết toàn bộ. Kể từ đó, có lợi có hại. Lợi chính là trong quá trình lôi động phục dụng đan dược, dược tính lưu lại cũng tiêu hao hết. Mỗi ngày tu luyện đều phục dụng một hạt tiểu gỗ hành đan dùng tinh túy của nó 10 ngày sau liền tiết triển thiên ba biến một lần đem toàn bộ dược tính tích xúc trong cơ thể tiêu hao cho bằng sạch cho nên mỗi hạt chỉ tiêu hao dược tính tinh túy trong một ngày cứ như vậy đây là biến tướng của tu luyện nhanh nhưng vấn đề ở chỗ tốc độ tiêu hao đan dược số lượng lớn tới kinh nhật nhưng hiệu quả lại rất tốt như thế lợi dụng tiểu ngũ hành đan cùng thiên ba biến có đặc tính đặc biệt mỗi 10 ngày sẽ đổi thành một chu kỳ tu luyện mới trong đó sẽ tiêu hao 10 hạt tiểu ngũ hành đan, một khối trung phẩm linh thạch. Nếu như độ động tu luyện tiếp cần phải có tiểu ngũ hành đan tương đương mà hắn cũng tiêu hao 400 khối trung phẩm linh thạch. Nếu không như thế thì nếu gặp bình cảnh còn phục dụng tiểu thiên linh đan, tốc độ tiêu hao tổng thể chính là con số thiên văn, hơn nữa càng về sau tiêu hao càng lớn, nhưng tất cả có lẽ đều đáng giá. Lôi động tính toán còn một chút, dựa theo tiến độ tu luyện trước kia cho dù là dùng phương thức xa xỉ này bế quan tu luyện, không có thời gian 3-4 năm, cũng được mơ tưởng đạt tới trúc cơ kỳ tầng 2. Nhưng nếu dùng phương thức hiện tại, có lẽ chỉ cần phải có thời gian 2 năm, liền có thể tấn chức rồi. Đáng tiếc, tiểu ngũ hành đan tiêu hao đến hiện giờ đã tiêu hao sạch sẽ, mà lôi động tu vi tăng lên một mảng lớn, cộng thêm thiên ma biến có tác dụng gia tốc tu vi cực lớn. Giờ phút này, thi triển ra thiên ma biến, nhiều lắm lồng ngực chiến ý của hắn sôi sục biết dịch sôi trào, mà không giống như lúc trước, cần phải hủy diệt khắp nơi mới có thể hóa giải. Ở lại nơi này, đã không còn ý nghĩa gì nữa. Thần niệm của lôi động xâm nhập vào bên trong ngọc giản. Tuy khoảng cách chỉ vẹn vẹn gần vạn dặm, nhưng lại có một phường thị tu tiên giả không nhỏ. Về phần những thứ khác, bị lôi động bỏ qua, những phường thị quy mô nhỏ có có thể mua sắm được những đàn dược này. Toàn thân đường một đoàn khói đen bao bọc, trong bầu trời đêm lặng lặng hắn bay lượn tốc độ không nhanh không chậm. Cho đến bình minh, lội động đã tìm nơi để ẩn đắp được, cho đến ban đêm lại chạy đi. Hắn chạy đi một mình cho nên vô cùng cẩn thận. Thứ nhất là muốn giảm bớt, ban ngày bay tới bay lui nhiều lần. Thứ hai là không thể phi hành trong thời gian dài. Làm như vậy, chân khí hào tổn quá nhiều. Vạn nhân gặp phải chuyện gì đó, chân khí không đủ, thường thường sẽ có kết quả chí mạng. Bởi vậy, lội động tuy biết thời gian của mình không nhiều, nhưng cũng không muốn mạo hiểm nóng nảy chọc lấy họa sát thân cho mình. Dù sao dưới gầm trời này, tuy nói Trúc Cờ Kỳ đã là cao thủ một phương, nhưng cường giả kim đan cũng tuyệt đối không phải là thiếu. Thực lực vi tôn, trong thế giới mạnh được yếu thua, nhưng cường giả lợi hại, tâm tình hơi chút không tốt, sẽ không bao giờ giảng đạo lý với người. Bản thân của hắn hiểu thật rõ điều ấy. Có quá nhiều lý do, có thể giết người, tự như cái gì tâm tình không tốt, xem không vừa mắt, hoặc là vừa ý một món đồ vật trên người của mình hoặc là tiện đường thấy ngươi liền gấp tại vật mặt đối với những cái chuyện này thực lực yếu nếu không đủ chuyện duy nhất có thể làm cũng chỉ có thể tức giận nhưng trong lòng tức giận lại không giải quyết được chuyện gì cả bởi vậy cẩn thận chạy đi là vườn đạo đến trong phường thị tuy chỗ này có đồng đảo tu sĩ nhưng mỗi phường thị bao giờ cũng có quy củ chỉ có quy củ mới có thể giúp phường thị ổn định và hòa bình lâu dài đương nhiên nếu muốn đụng phải một ít đợi lớn cái gọi là quy củ cũng tùy thời có thể cải biến hai ngày sau đó lôi động trời xuống một nơi ẩn nấp mà người phàm khó tìm được sương mù mông lung che phủ mơ hồ có thể thấy được một tòa tiểu thành trấn kiến trúc có mùi đàn hương cũng lịch sự và tạo nhã dựa theo quy củ của phường thị từ cửa chính ra một khối hạ phẩm linh thạch dùng phương thức đi bộ tiến vào trong phường thị tuyệt đại đa số phường thị đều có quy củ như thế không thể tùy tiện phi hành không thể tùy tiện đánh nhau quy củ có rất là nhiều. Nhập ra thì tùy tục, huống hồ lôi động cũng không có lực lượng cải biến quy củ. Như vậy, hắn chỉ có thể dựa theo quy củ của người ta làm việc. Đời này tuy còn thuộc về phạm vi thế lực của âm sát tông, nhưng khoảng cách tổng bộ của âm sát tông đã rất xa. Đừng công chế của âm sát tông rõ ràng đã bị giảm đi rất nhiều. Cũng chính là vậy, cho nên phường thị phát triển. Đầu tiên là một thôn xóm nhỏ, biến thành một tòa thành trại như hiện giờ. Thủ vệ vô cùng xâm nghiêm. Lôi động chỉ tùy tiện nghe nhìn một chút, liền biết rõ hậu trường của cái phường thị này là một gia tộc tu tiên. Theo như thông tin hắn biết, lúc còn ở âm sát tông, thì đây cũng là một thế lực quy mô. Như vậy, gia tộc kia rất có thể đã được kim đan lão tổ. Thế lực như thế, thì đối động đương nhiên không có suy nghĩ trêu chọc trong đầu. Bởi vì hạ quyết tâm, trong phường thị này phải làm việc cẩn thận với được. Không có đội trang phục và đạo cụ, hắn vẫn mặc một thân áo đen, quỷ khí um tùm, có đèn lượn lở, sinh ra bộ dáng chớ lại gần ta. Cách ăn mặc như thế cũng không chút nào che giấu lễ khí cường đại của mình, có thể tiết kiệm không ít phiền toái, cũng có thể chấn nhiếp bọn đạo trích. Ít nhân, những tên tù sĩ luyện khí kỳ từ xa đã trốn mất, tất cả đều sợ hãi, sau đó lại dùng ánh mắt hiếu kỳ mà nhìn lôi động. Nhưng đang tù sĩ luyện khí kỳ thường là dựa vào lừa gạt ám hại mà kiếm cơm, dẫn mất xa trời. Lôi động là tồn tại cường đại, tuyệt đối đã không phải bọn chúng có thể chọc được. Mà quy củ của phường thị, nhưng đối với phường thị mà nói, tu sĩ trúc cơ kỳ không thể dây dưa, chỉ cần đừng náo loạn quá lớn, bao giờ cũng nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Vị tiền bối này, xin dừng bước, vạn bối có một chuyện quan trọng cần thương lượng. Một lão giả luyện khí kỳ tầng 3-4 do dự thật lâu, lúc này mới lấy hết dũng khí gọi đồ động lại. Lôi động biết rõ tên này thực lực dưới mình, giống như con sầu cái kiến, nếu không phải thật sự có chuyện, chỉ sợ không dám tùy ý gọi mình lại. Liền ngừng bước chân, chắp tay sau lưng, âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi. Đồng thời hắn quét mắt nhìn, hẳn là cũng không thèm quan tâm tới tiền tán tu không có căn cơ. Nếu không, dù bất kỳ một đệ tử tông phái nào, ở tuổi thế này cũng không thể chỉ mới có bước vào luyện khí kỳ tầng 3, tầng 4. Tiền bối có thể dừng bước không? Lão già trồm trâu hoa râm, trong ánh mắt có chút sợ hãi, sau đó lại nói vạn bối có một chuyện quan trọng cần thương lượng. Người có biết hậu quả không? Lôi động hỏi một câu. Vạn bối biết rõ, nếu chuyện này tiền bối không có hứng thú, vạn bối sẽ mặc cho tiền bối xử trí. Giống như đã hạ quyết tâm, sắc mặt của lão già hiện ra một tiếng quyết liệt. Trong lòng của lôi động có chút hiếu kỳ, điền đáp ứng đi theo hắn xem xét. Đi bảy tám khúc ngoặt, đến một ngõ nhỏ hẻo lánh, lão già mở một phiến đá, sau đó mời lôi động vào trong. Trên thực tế, lôi động từ trước tới nay một bực không bao giờ buông lỏng cảnh giác chuyện gì chân khí trong cơ thể lưu chuyển không thôi vạn nhân có cái gì ngoài ý muốn tùy thời có thể phi độn mà đi Mặt gian nhà đá thần điểm của lôi động được tăng phúc như hiện giờ hiện ra rành rành trong đầu nhìn một cái đã thấy hết cả không có mài phục trong nhà đá cũng không có cửa ngầm phụ cận hơn bởi trượng không có cao thủ gì cả lúc này hắn bay theo đó mà vào không đợi khách khí đã nói trong phương viên 30 trượng, không có người nào. Người có chuyện gì cứ trực tiếp truyền âm. Thời gian của đình vỗ quý giá. Lão giả kia cũng không dám nói, nằng nói quậy. Liên liên là sợ hãi rụt rè. Hắn trực tiếp truyền âm nói với lôi động. Tiền bối. Bạn bối muốn mời tiền bối hỗ trợ giết người. Hoàng đường. Nhìn ngươi tuổi lớn như vậy. Ta không so đó với ngươi. Lôi động không giận. Ngược lại cười lên. Chuẩn bị phất tay áo rời đi. Thủ lao là một kiện thượng phẩm linh khí ngay lập tức, bước chân của lôi động dừng lại, sau đó quay ngược trở lại. Lôi động bắt chéo tay, lạnh lùng nhìn qua hắn. Đối với kiện luyện khí kỳ này, lộ ra khí tức cực kỳ là khổng lồ, trùng trùng điệp điệp áp về phía hắn. Buồn cười, bằng vòng ngươi mà có tượng phẩm linh khí sao? Lão giỏi chia chỉ cảm thấy như thái sơn áp địch, không thở nổi. Nhân lại sát khí nồng đậm mà âm trầm trên người tiền bối họ đinh, càng khiến cho hắn có cảm giác như sắp tới đến đời. Hắn biết rõ, nên lúc này không thể giải thích được. Vậy tiếp theo mình chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt cả. Cố nén lòng sợ hãi, hắn run rẩy nói. Tiền, tiền bối, đó là do tổ tiên tiểu nhân truyền thừa xuống. Trong số tổ tông của tiểu nhân đã từng có kim đan lão tổ. Trong lúc hắn nói chuyện, lôi đồng thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào hắn không rời. Đôi mắt hùng lệ mười phần như một con độc xa vậy. Nếu phát hiện trong lời nói của hắn có dối trá, dám cả gan được gạt mình, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn nhưng trong lời nói của lão, lôi động không hề nhìn ra sự giả bộ. Đương nhiên cũng không loại trừ khả năng, lão già này là một người dối trá, diễn kịch đủ để biến giả thành thật, đạt tới cấp bậc siêu cao điện ảnh rồi. Khi lôi động hơi hơi buồn lòng uy áp xuống, lão già kia cuối cùng cũng có thể thở ra một ngụm, hoàng sợ mà truyền âm nói. Tiểu nhân họ Chu, 1.600 năm trước, tổ tiên chính là kim đàn lão tổ của âm sát tông. Sau khi lão tổ bất hạnh qua đời, trong tông coi như vẫn là một bực dựa theo môn quy trồng đòm gia tộc tiểu nhân đời đời. Tiếc rằng từ sau khi lão tổ, lịch đại tổ tiên đều chỉ có tu chân bình thường. Y và lão tổ ban cho cũng có hai đời có cường giả trúc cơ. Nhưng từ đó về sau, gia đạo liền càng trở nên xa sút Cuộc cài mà lão tổ và tổ tiên trúc cơ tích góp từng chút một cũng đều bị tiêu xài hết. Đến 800 năm trước, tổ tiên của nhất mạch tiểu nhân lại vẫn đỉnh trúc cơ. Bật quá, bởi vì tư chất không cao lắm nên quyết định khai trì tán diệp ở bên ngoài, thành lập gia tộc. Tiếc rằng khi tổ tiên trúc cơ kia còn sống, quả thật cũng phòng quang bột hồi. Ai nghe đối đến Hà Đông Chu ra mà lại không dơ con thể cái cơ chứ? Lão ta rấm rứt kể lại câu chuyện. Nói đến chỗ này, trong ánh mắt của lão già lộ ra vẻ đắc ý, phảng phất như vinh quang tổ tiên lại lần nữa chiếu rọi lên người hắn. Nhưng sau khi lôi động hử một cái, hắn lại vội vàng sụp mì thuận mắt nhanh chóng giải thích nói. Sau đó, gian đạo đại xa sút một đời không bằng một đời. Đến thế hệ này của tiểu nhân đã xuống dốc không khác lắm với tán tù rồi. Vâng, tất nhiên lúc tiền bối gặp vạn bối thì còn tưởng rằng vạn bối đã tán tù có phải không? Lôi động nhíu mày thầm nghĩ, ngươi còn không bằng đả số tán tù nữa kìa. Bật quá, lời muốn nói ra lại nuốt về. Nghe hắn đã nói rõ, nhưng đến cùng là thật hay giả, còn phải đợi chứng minh nữa. Tiên tai động nhận tầm thật lôi động thừa nhận, kiện thượng phẩm linh khí kia đã hấp dẫn được hắn. Lần này đến loại phường thị lớn như thế này, thứ nhất là trên người có nhiều thứ cần phải xử lý, đổi thành tiền mặt. Thứ hai là để mua sắm đàn dược. Thứ ba là được thuận tiện xem thử con linh khí nào không tệ hay không. Mình đã có linh biểu thuẫn, nội giáp, còn có vạn quỷ phiền nữa. Toàn bộ đều là thượng phẩm pháp khí. Tù sĩ trúc cơ kỳ bình thường, nếu sử dụng thì không sao cả. Nhưng mình đã thấy không đủ nhất là trận chiến vào hơn 9 năm sau, tốt nhất là phải có được cực phẩm linh khí. Đương nhiên, cần nhắc đến tính cực kỳ hiếm có của cực phẩm linh khí, cho dù là kim đan lão tổ cũng không nhất định có thể gặp được. Lôi động cũng không trông cậy gì nhiều với cực phẩm linh khí, nhưng hắn cảm thấy để gia tăng phần thắng của mình, thượng phẩm linh khí vẫn là phải có. Hôm nay, cơ hội có được thượng phẩm linh khí 7 ngày ra trước mặt, lôi động sao có thể bỏ qua được? Về phần có phải là bẫy rập hay không, lôi động cảm thấy chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ít nhân cho đến hiện giờ thì vẫn không có dấu hiệu có bẫy. Tạm thời ta tin ngươi một hồi. Nếu trong lời của ngươi có nửa câu lừa dối, muốn đảo hố dụ đỉnh bỗ ta, nếu như đỉnh bỗ ta may mắn nhìn thấu, tất nhiên sẽ rút sinh hồn của người ra, luyện chế thành hồn đăng, dày vò cả ngày lẫn đêm. Về phần tổng nhân của ngươi, tất nhiên cũng không người nào sống được. Đồng thời khi lôi động nói ra lời ngoan thoại này, hắn cắt cao nhìn chăm chăm vào lão giả kia. Lão giả kia bị hắn dọa hoảng sợ vạn phần, liên tục nói. Tiểu nhân tuyệt đối không dám có nửa câu nói dối. Tiền bố không tin, tiểu nhân có thể thề. <laughs> người thề sao? Lôi động cũng không nhìn ra sơ hở nào của hắn. Lúc này mới lạnh lùng nói. Dùng người giết một người thì có thể. Đình bộ có ba yêu cầu. Thứ nhất, đình bộ trước tiên phải phán đoán xem người đó thực được thế nào. Nếu không nắm chắc, tám phần, thì hiệp nghị này hết hiệu lực. Thứ hai, đình bộ trước tiên phải có được kiện thượng phẩm linh khí kia thì mới ra tay. Thứ ba, sắp việc này ta và người không còn liên quan gì nữa. Nếu nhìn dây dưa không ngớt, người biết hậu quả rồi đấy. Tiểu nhân biết rồi. Lão giả cười có chút thê thảm. Chỉ cần có thể báo đại thù, còn như đánh bạc cả tánh mạng này của tiểu nhân thì đã sao chứ? Trên thực tế, lúc tiểu nhân nói ra thượng phẩm linh khí trước mặt tiền bối thì đã không còn ý điểm sống sót nữa. Dù sao tiền bối chỉ cần sưu hồn tiểu nhân, thì có thể biết rõ được nơi hạ lạc của tượng phẩm đinh khí mà. Lá gàn của người đúng là không nhỏ. Người sao biết đình bố không phải là loại người lấy không đinh khí của ngươi rồi không làm việc chứ? Lôi động không khỏi cảm thấy lão già này có chút quá mức dễ tin mình rồi. Tiền bối có điều không biết, tiểu nhân cũng không phải tùy tiện đến đây. Dù sao nhân tâm khó lường, mà tiểu nhân cũng đã sống khả khá năm tháng, cũng có chút kiến thức. Lão già về mặt nghiêm nghị nói, trên thực tế vào ba năm trước tiền tiểu nhân đã trả trộn vào trong phương thị này muốn tìm cao thủ có thể giúp mình báo thù rồi nhưng ba năm nay tu sĩ trúc cơ trước trước sau sau cũng đã gặp được trên trăm nhưng không người nào phù hợp với yêu cầu của tiểu nhân cả à nói nghe một chút lôi động ngược lại có chút tò mò không nghĩ tới lão già họ chu này lại chọn mình từ trong cả trăm tu sĩ trúc cơ chẳng lẽ mình có gì khác với bọn họ sao cựu địch mà tiểu nhân muốn đối phó là trúc cơ kỳ tầng 3. Tù vi không cao cũng không thấp, nhưng vì gia tộc mạnh mẽ, tộc nhân giàu có, một thần linh khí cũng không tầm thường, đều là trùng phẩm cả. Lục lão già họ trù nói lời này, liền cả gan đánh giá phản ứng của lôi động. Khi thấy hắn không có chút phản ứng nào, trong lòng không khỏi chút nới lỏng một chút. Thẩm nghĩ có lẽ không nhìn lầm người này, có cơ hội báo thù rồi. Sau đó rất nhanh, hắn liền nói tiếp bởi vậy đối tượng mà tiểu nhân muốn thuê thực lực bản thân tất phải mạnh tiểu nhân xem tiền bối lòng hành hổ bộ khi thế nghiệm nghị cho dù là hai gã tu sĩ trúc cơ kỳ vô tình gặp phải trên đường cũng phải nhường đường cho ngài qua đó có thể đoán được tiền bối thực lực hẳn không kém Điểm này đã đào thải rất nhiều tu sĩ trúc cơ rồi thứ hai là phải tán tín nhiệm nếu không tiểu nhân bất không tánh mạng và linh khí còn không nói mà cừu nhân bật động đái thiên vẫn là được sống tiểu diều tự tại ở dưới cửu tuyên ta cũng sẽ không nhắm mắt được. Đối với điểm này, tiểu nhân liền xem nhân khí, có vài tu sĩ trúc cơ kỳ, thực lực tuy chẳng mạnh, nhưng hoặc là khí tượng lập rẻ bất định, hoặc là thế hệ tầm kế giản trá, mà tiền bối tuổi đời có lẽ chưa lớn, thiếu điền thành công, khó tránh khỏi sẽ có một cỗ ngạo khí nơi thân. Lục đi đường, đi lại kiên định, dáng người bình tĩnh, phàm là loại người ngông nghênh thì đa số là người thủ tín, cũng sẽ không đến mức khó dễ một lão đầu như ta. Mà đi đại kiên định, ra người bình tĩnh, thì đại đại biểu cho tiền bối ý chí kiên định, có lòng kiên trì. Lấy kinh nghiệm nhìn người nhiều năm quân tiểu nhân, cuối cùng suy đoán tiền bối có lẽ là người đáng tín nhiệm. Tuy chẳng biết rõ những đời này đa số đều đã tầng bốc vốt bồng ngựa, nhưng không thể không thừa nhận, hắn vẫn nói khá chính xác. Mặc dù mình biết rõ có thể sưu hồn hắn để điều tra trang đời hạ lạc cuốn thượng phẩm linh khí, nhưng vẫn không làm như vậy. Nhận là lão già này tuổi đã còn lớn hơn cả cha của mình, lại vì báo huyết cừu mà ở chỗ này mở miệng là tiểu nhân, cũng đúng cầu khẩn mình giúp hắn báo thủ nữa. Lôi động tự nhận không phải người tốt lành gì, giết người chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng biết cách gì gọi là việc nên làm. Có việc không nên làm, có việc nên làm, chuyện ấy vẫn phải cân nhắc. Cũng biết rõ, nếu trong lòng có một lỗ hổng thì nó sẽ càng ngày càng rộng ra. Sau khi trầm ngầm một lát, hắn trầm giọng rồi nói. Trước tiên, người nói tình huống của cựu nhân ngươi đi. Tiền bối nghe xong, trước tiên xin chấp vội sao động. Lão già họ chu truyền âm rồi nói. Người mà tiểu nhân muốn giết là người của gia tộc tu tiên Hà Đông Ngô Gia, khá nổi danh ở phụ cận, tên gọi Ngô Văn Long. Người này là cháu trai của tộc trưởng Đường Đại. Từ nhỏ tư chất không tầm thường, được lão tổ của hắn giữ bên người, tự mình dạy dỗ. Hôm nay bất quá chỉ mới 50, đã là nhân vật trúc cơ tầng Ba đỉnh Phong. Theo tiểu nhân thấy, thì chẳng biết lúc nào sẽ đột phá đến tầng thứ bốn. Đến lúc đó, báo thủ càng có hơn. Chuyện ấy, tiểu nhân cảm thấy rất buồn. Dù hắn đã nói trước tiên đừng nóng vội, nhưng lộ động lại nhịn không được, truyền âm cười lạnh nói. Ý của ngươi là phía trên người muốn giết còn có một kim đàn lão tổ sao? ngủ già, chẳng đã chính là chủ nhân của tòa phương thị này sao? Người như vậy, người lại bảo đình bỗ đi giết à? Người thực sự xem đình bỗ là người mềm lòng nương tay sao? tiền bối xin chớ sốt ruột tiểu nhân đã dám nói với tiền bối tất nhiên là đã có sách lược vẹn toàn rồi lúc này lão già họ chung ngược lại không hề nóng vội truyền âm giải thích với lời động thứ nhất kim đàn lão tổ kia tiểu nhân nhận được tin tức xác thật mấy năm đã kết bạn với người khác đi ra ngoài hải ngoại chỉ sợ dù tám mười năm cũng không về được thứ hai tiểu nhân tốn rất nhiều thời gian và tình lực để điều tra phát hiện ngô văn long là tình nhân cũ của con dâu liễu gia một gia tộc tu tiên khác ở phụ cận. Cách mỗi 10 ngày nửa tháng đều sẽ vụng trộm hẹn hò bên ngoài. Tiền bối chỉ cần mai phục thì việc này nắm chắc trong lòng bàn tay. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất vì sao tiểu nhân lại nắm chắc có thể báo được đại thủ như thế. Về phần con dâu liễu gia kia thì chỉ là luyện khí kỳ. Có lẽ tiền bối sẽ không để trong lòng đâu. Sau khi nghe hắn nói một phen, Xong bản tôi động mới khá lên, thập giọng khẽ nói. Đình bỗ tự nhiên sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thượng phẩm linh khí đưa trước cho đình bỗ đi đã. Vâng, thưa tiền bối. Lão già họ chu cũng biết chuyện đã đến nước này, cũng không cho phép hắn đổi ý nữa. Nhưng trên mặt lại có chút kích động, quỳ đại xuống cuống quýt dập đầu nói. Tiểu nhân đi lấy với tiền bối, tất cả nhờ cả vào tiền bối. Đúng chính là vì thượng phẩm linh khí này, nên mới khiến cả nhà tiểu nhân gặp phải kiếp nạn. Nhị tử, tôn nhi, toàn bộ đều chết cả. Khẩn cầu tiền bối, nếu có thể thì nhất định phải giúp tiểu nhân báo thù sau khi đại thù được báo tiểu nhân cũng không còn hứng thú sống trên đời này nữa sẽ tự mình diệt khẩu không đến mức liền lụy đến tiền bối đâu có việc phải nói trước với người đình bố phải làm một ít chuyện trong phường thị xong xuôi vẫn có thể giết người được lời động thản nhiên nói nếu người không chấp nhận đình bố cũng không làm khó người nữa đây là chuyện nên làm tiền bố có việc cứ xử lý trước nếu không sau khi giết người nọ Phương Thị chỉ sợ sẽ loạn một hồi mắt. Lão giả họ chu, lão đang ngừng kích động, tĩnh tầm lại rồi nói. Tiền bối chờ một chốc, vạn bối đi lấy thượng phẩm linh khí kia đưa cho tiền bối, xin tiền bối đợi một lúc. Lão giả họ chu thở dài một hơi, biết rõ lúc này dù muốn hay không cũng phải đưa ra cả. Cây tiếp có thật sự báo trước đại thủ hay không, không thì phải xem tâm tình của người này rồi. Tôi động cũng không ngăn cản, tùy ý để hắn rời đi nhưng cũng không gây ngốc đợi ở đây, mà nhẹ nhàng bước đi tìm một nơi ẩn nấp ở phụ cận. Thần niệm triển khai về bốn phương tám hướng, cẩn thận quan sát tất cả mọi chuyện. Sau một hồi cát lâu, trong thần niệm bình tĩnh của nội động, hơi động đậy một chút. Sau khi thấy lão giả kia xuất hiện ở cửa, tiến vào nhà đá, lồi động không phát hiện ra bất kỳ người nào theo vào, thì hắn mới thi triển quỷ ảnh độn, phiêu hốt mấy cái, liền xuất hiện sau lưng của lão giả như là một con quỷ. Lấy tù vì thực lực của lão già, làm sao có thể phát hiện được lôi động? Hắn nói nhỏ, tiền bối, tiền bối. Đừng gọi nữa, đình bộ ở đây. Lôi động khoanh hai tay, truyền âm rồi nói. Lão già kia vội vàng quay đầu lại, thế quả nhiên là ở sau đường mình. Hắn tự phào nhẹ nhóm cũng không do dự nữa, trực tiếp từ trong chữ vật yêu đái, lấy ra một vật lượn lờ ánh sáng âm u, nắm ở trong hai tay, cùng kính nói. Thượng phẩm linh khí này, kinh sinh tiền bối xin vui lòng nhận cho lôi động phát tay một cái thần điệm cuốn lấy vật kia cầm trong tay hắn thích thú dò xét bản thể vật ấy là một cây tiểu kỳ đen kịt chế tác thập phận tinh xảo không biết được chế tạo từ vật liệu gì trên cờ xí có các một đầu dao long màu đen rất sống động giống như muốn trổ hết tài năng xung quanh tiểu kỳ hắc quang sương bù không ngừng hiện lên lộ rõ sự bất phạt. thấy lôi động cẩn thận lão già họ chu một bên giải thích nói tiền bối vật ấy tên là hắc long kỳ phải tấy luyện bột phen mới sử dụng được. Lục tác chiến có thể triệu hồi trong một đầu hắc long do sừng bổ gừng tụ thành để hỗ trợ tác chiến, uy lực phi phạm vô cùng. Nhưng sau mỗi lần triệu hoán thì phải ôn dưỡng một lúc mới có thể sử dụng lần nữa. Uy lực của hắc long được quyết định bởi tu vi cường độ thần niệm của tiền bối. Ý chính là tiền bối càng mạnh, dùng thần hồn chân khí ân cần săn sóc hắc long kỳ thì có thể phát huy ra uy lực càng mạnh hơn. Bật quá, uy lực mạnh nhưng vẫn có hạn chế. Căn cứ theo gì ngôn của tổ tiên tiểu nhân, thì uy lực của giao long không thể mạnh hơn trúc cơ kỳ tầng tư 12. Nhưng đáng tiếc, hạc lòng kỳ này chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể sử dụng. Trong nhà tiểu nhân đã hơn 700 năm không xuất hiện tu sĩ trúc cơ rồi. Sau khi nghe xong, lôi động có chút động dung, không hổ là thượng phẩm linh khí, uy lực vượt quá tưởng tượng của chính mình. Giao Long triệu hoán ra vậy mà có thể có uy lực của trúc cơ kỳ tầng thứ 12. Đương nhiên, lợi động tự nhận tu vi hiện giờ, căn bản không thể nào ôn dưỡng ra hắc long trúc cơ tầng 12 được. Nhưng giá trị tổng thể, nếu so với chu tước kính của sư tỷ thì mạnh hơn rất nhiều. Dù sao hồng điều mà chu tước kính triệu hoán, nhiều đám cũng chỉ có thực lực trúc cơ kỳ tầng 1, tầng 2 mà thôi. chủ tước kính sở dĩ giá trị xa xỉ, cũng vì đó là pháp khí mà tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể sử dụng mà hắc long kỳ này thì là phải là tu sĩ trúc cơ kỳ mới có thể miễn cưỡng sử dụng được lôi động yên lặng thu hồi hắc long kỳ đối với lão giả kia không khỏi hòa ái thêm vài phần nếu đã vậy thì cho đinh bố thêm 10 ngày để xử lý việc tư 10 ngày sau gặp mặt thường lượng chuyện triệt sát tên kia lão giả họ chu biết rõ từ sau khi vừa rồi hạ quyết tâm gọi vị tiền bối họ đinh này thì chuyện tiếp theo cũng chỉ có thể đánh bạc vào nhân phẩm của hắn thôi vậy nên Liên thanh thanh thật thật, gật đầu nói. Tiền bối, thỉnh tự tiện, tiểu nhân không đi đâu cả, ở đây chờ tin lành của tiền bối. Lôi động cũng không sĩ diện cãi láo, đã hạ quyết tâm phải giúp hắn giết người, thì trong lòng cũng không do dự gì cả, nhận tiện nói. Trước tiên, người giúp ta làm ít chuyện, mua sắm ít phục sức đi. Lôi động nói xong, trực tiếp móc ra một nắm hạ phẩm linh thạch. Lão già họ chu xấu hổ cười cười, mặt dài nhận lấy linh thạch, tiểu nhân lẽ ra không thể cầm linh thạch của ân công. Chỉ là vì tiểu nhân, vì tìm hiểu tin tức, nên tất cả đều. Đừng nói nhảm nữa, người đi đi. Lôi động truyền âm, cẩn thận dặn dò một phen, rồi lão già ấy chậm chậm bước đi. Lão già nghiêm túc lắng nghe, sau đó liền ra khỏi cửa, mà lôi động lại ngồi xuống nghỉ ngơi một phen. Chỉ một lúc sau, lão già đã quay lại. Hắn từ trong chữ vật yêu đái lấy ra một đống lớn vật phẩm, trong căn nhà đá này lôi động thay đổi về bề ngoài một chút cho đến một thời thần hắn liền từ một thân áo đen hắc khí vừa nhìn đã biết là nhân vật nguy hiểm không dễ trêu chọc biến thành một dáng bộ công tử thế gia thân mang áo bào trắng phong độ nhẹ nhàng tay cầm quạt xếp vốn rằng lôi động còn muốn mang thêm một lớp mặt nạ ra người nữa nhưng lão họ chu kia lại tự đề cử mình cầm một đống đồ trang điểm trực tiếp giúp lôi động hóa trang lôi động soi vào gương nhìn kỹ, mặt vẫn là khuôn mặt của mình, nhưng lại trở nên mày kiếm, lãng mục, mặt đỏ, răng trắng, hoàn toàn khác với khuôn mặt góc cạnh trước kia của lôi động. Cho dù là người quen cũng không nhận ra được, đây lại là lôi động. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc nói. "Tay nghề dịch dung của chủ đáo quả đã không tệ. Làm như vậy, quả thật tốt hơn mang mặt nạ ra người nhiều. Dù sao thứ này chỉ cần tu vi bình thường một chút, liếc mắt liền có thể nhìn ra đó là mặt nạ ra người. Giờ trang điểm như vậy, trên thực tế vẫn là tướng mạo sẵn có của lôi động, nhưng đã rất khó lộ ra hành tung. Bật quá nếu như sau này thật sự vạn nhất lộ ra hành tung thì cũng không phải là chuyện gì lớn. Dù sao mình không phải là loại tán tu không đời đường tựa, mà đường đường là đệ tử của quỷ quật lão tổ, ẩm sát tông. Có thể nói, nền tảng hậu trường cũng vô cùng cường ngạnh Chỉ là bản thân của lôi động cảm thấy phiền toái nếu có miễn cưỡng thì miễn cưỡng thêm mới cẩn thận như thế. Lão già họ chu trước kia xem chừng tiền bối này ít nhất cũng trên 50 tuổi, nhưng lại không ngờ hắn trẻ tuổi như vậy, không khỏi càng thêm cung kính với hắn, kiềm tốt nói. Tiền bối có chỗ không biết, loại tiểu nhân vật từ chất thấp kém, không căn cơ như tiểu nhân. Nếu muốn sống sót trong thế đạo, không có chút tài nghề đặc thù thì không được đâu. Lăn lộn đâu như vậy, Tứ loạn nhất bát tao đều biết được chút ít, lôi động một tay chắn sau lưng, một tay đong đưa quạt xếp, ngược đại có bộ dáng là một hảo công tử. Chỉ đã lôi động vẫn chê ăn chê mặc thế này, thực sự quá tủ khí, bật quá vì che dấu hành tung, nên cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hắn cảm thắn một câu, quả nhiên là long có long đổ, chuột có chuột đạo, rất nhiều tán tu, có lẽ tù vi không đọt vào mắt, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút tuyệt chiều đặc biệt. Cũng không thể dây dưa nhiều với hắn nữa, thời gian vô cùng quý giá. Hắn rời khỏi nhà đá, lập lẻ mấy cái, liền đi tới trên đường chính. lôi động ăn mặc như thế, một thân tu vi có vẻ không tầm thường. Nói rõ ra là bộ dáng của một cậu ấm thế gia, đại tộc, đi ra lịch đám trèn luyện. Có đánh ngộ hoàn toàn khác với lúc nãy hắn mặc một thân áo đen đi trên đường phố. Cơ hội không người nào tránh né hắn nữa. Đủ loại tiểu thương bán phủ lục cấp thấp, thuộc tầng lực, còn có đủ loại vật trang sức tinh diệu. Cả đám đều không hề do dự, cực lực chào hàng đồ của mình hơn nữa trong số đó lượng nữ tử tán tu không hề ít không quản đã có tư sắc hay không đều hàm tình mạch mạch tu thủy thoáng nhìn gàn lên một chút thì lại cố tình tấn công lôi động cũng toát cả mồ hôi nhưng không thi triển thần pháp mà dựa vào sự linh hoạt của bản thân tránh trái tránh phải có chút hối hận vì đã ăn mặc như thế bất quá trong nội tâm cũng không xem thường những nữ tán tu này dù sao trong thế giới này tu tiền giả nhìn như phong quang hơn phạm nhân nguyên một đám đều như thần tiên trên trời. Nhưng trên thực tế, đây là một thế giới cực kỳ nguy hiểm, đồng một chút sẽ bị thần hồn cầu diệt. Tình huống sinh tồn của tu tiên giả, nhất là tán tu cấp thấp, không có thực lực, không có linh thạch, đều phải đau khổ dãy ruộng ở tầng chót nhất, chỉ cầu một cơ hội có thể bỏ lên trên. Đội động lần này ăn mặc như thế, không nói tướng mạo bề ngoài thế nào, chỉ nói riêng dáng vẻ hắn giống một quý công tử ca của đại gia tộc tu vì tự hồ không tầm thường thôi, thì đã khiến những nữ tán tu cấp thấp kia nổi lên lòng muốn làm quen. Nếu có thể được vị công tử có vẻ thế gia bất phàm này ái mộ một ven, chẳng phải là đã bay lên đầu cảnh biến thành phượng hoàng hay sao? Lôi động cũng không phải là sắc ma, cũng chẳng muốn quản đến những nữ tử oanh oanh yên yến này, trực tiếp xông vào một cửa hàng quy mô có vẻ không tầm thường. Cửa hàng này có tên là Vạn Bảo Hiên, lại có mấy chữ nhỏ, Khang Châu Triệu Quốc Hà Đông Phường Thị Phần Bộ. Cửa tiệm này quả nhiên có chút mồn đạo. Ngay cả nhân viên chào mời khách nhân ở bên ngoài cũng là vài nam nữ tu sĩ trẻ tuổi. Tù vì không kém hơn luyện khí kỳ tầng năm. Với thấy được lôi đậm, con mắt đều sáng ngời. Cuối cùng, lại là một nữ tử thanh tú đi lên ngành đón. Hiển nhiên, nàng đã được huấn luyện qua. Lúc chiều đãi người, tư thái dịu dàng, không kiều ngạo, cũng không hèn mọn. Tiểu nữ tử tên là Tiểu Mạn. Nếu công tử thích, thì có thể gọi tiểu nữ là Mạn Nhi. Không biết công tử đến Bỉ Hiên là muốn một phủ lục hay là đan dược, linh khí thế? Đan dược, đan dược tu luyện thích hợp cho trúc cơ tiền kỳ sử dụng. Lôi động đong đưa quạt xếp, trực tiếp tỏ cho ý đồ đến đây. Công tử xin mời theo Mạn Nhi lên đầu. Đan dược thích hợp cho trúc cơ tiền kỳ sử dụng. Bỉ Hiên có rất nhiều loại. Đại loại như là đại bồi nguyên đan, hơi bình thường một chút. Tiểu ngũ hành đan hơi trần quý một chút, nữ tử gọi là Mạn Nhi kia, dẫn lôi động lên đầu, vừa giới thiệu vừa nói. Mạn Nhi đề nghị công tử sử dụng tiểu ngũ hành đan, hiệu lực của nó không tầm thường đâu, giá cả lại hợp lý. Rất nhiều đệ tử nhập thất trúc cơ kỳ của đại tổng đại phái đều sử dụng tiểu ngũ hành đan cả. Bị hiền vừa vặn mới nhập một lô tiểu ngũ hành đan, nếu công tử mua nhiều còn có thể ưu đãi một chút. Được, vậy trước tiên mua một ngàn viên tiểu ngũ hành đan đi. Lôi động đong đưa quản xếp, hời hợt nói một câu nữ tử thanh tú gọi là mạn nhi kia lảo đảo một cái thiếu chút nữa đã ngã xuống từ cầu thang một ngàn viên tên này là muốn khoe của cầu dẫn mình hay là muốn ăn như đường kẹo đây bật quá được rồi ta thừa nhận đã bị người cầu dẫn đấy nữ tử gọi là mạn nhi kia ánh mắt nhìn lồi động không khỏi ẩn ẩn có chút tình ý một ngàn viên tiểu ngũ hành đan dù thế nào cũng phải có giá một ngàn trung phẩm linh thạch xem chỉ là một khoản mua bán cực kỳ lớn rồi đủ kiến vạn bảo hiên phải chạy hàng cả buổi mới gọp đủ. Lôi động thì ngồi uống trà cả buổi, mặc cho nữ tử gọi là mạn nhi kia quăng qua mỹ nhãn, nhưng trong lòng hắn vẫn sừng sững bất động. Trên thực tế, lôi động cũng cảm thấy có chút bị ai. Đã quen thấy sự tỷ quốc sắc thiên hương, giờ nhìn các nữ tử khác, nhìn thế nào cũng không lọt vào mắt. Bật quá, lúc này trong đầu lôi động lại hiện lên thân thể gần như hoàn mỹ dưới áo bảo đen của thiên ma kia bản thân của hắn cũng chẳng hiểu sao, không thể nào quen được. Lôi động càng tỏ ra bình tĩnh, không bị sắc đẹp hấp dẫn, ngược lại càng khiến người khác nghĩ rằng hắn là một cậu ấm đi ra từ thế gia đại tộc. Một vài nữ tử hơi có chút từ sắc trong vạn bảo hiên, nguyên một đám đều thay nhau phát động thế công mãnh liệt. Cuối cùng khi giao dịch xong một ngàn viên tiểu của hành đan, lôi động thực sự không đợi nổi ở chỗ này nữa. Hắn ra khỏi đại môn, đi bộ một vòng lớn trong phường thị chậm trái bán ra các chiến lợi phẩm thu hoạch được ở trong trận gia. Đương nhiên, viên trúc cơ đàn kia vẫn tạm thời lưu trong tay. Dù sao, thứ đồ chơi kia cũng cực kỳ đáng giá. Giữ lại trong tay cũng tốt. Ngày thứ hai, lội động lại là đổi thành cách ăn mặc khác, tiếp tục bán đồ, liên tục mấy ngày như thế. Rất nhanh, bản thân của hắn đã tích góp được một lượng lớn trùng phẩm linh thạch. Nhưng rất nhanh, số trung phẩm linh thạch cao lớn tới hai ba ngàn, đã hóa thành vài viên tiểu thiên linh đan, cộng thêm với 500 viên tiểu ngũ hành đan nữa, cùng với 15 miếng thượng phẩm linh thạch. Đây cũng do lôi động hạ quyết tâm, tổng lượng linh khí ẩn chứa trong thượng phẩm linh thạch, một viên ước lượng tương đương với gấp 10 lần trung phẩm linh thạch, nhưng giá trị lại gấp gần trăm lần trung phẩm linh thạch. Thoạt nhiên, cùng dùng thượng phẩm linh thạch để tu luyện có vẻ rất lãng phí, trên thực tế quả thần cũng rất lãng phí. Nhưng đối với đội động chỉ truy cầu tốc độ tu luyện mà nói, dưới tình huống có thể sử dụng tượng phẩm linh thạch thì tuyệt đối không thể dùng trung phẩm linh thạch được. Dù sao tượng phẩm linh thạch không chỉ ẩn chứa linh khí cao mà về mặt tinh thuần cũng hơn xa trung phẩm linh thạch. Dựa theo tốc độ tu luyện trước mắt của Lôi Động, một viên trung phẩm linh thạch chỉ có thể sử dụng được 10 ngày, nhưng thượng phẩm linh thạch bởi vì lượng linh khí cao nên một viên lại sử dụng được cả trăm ngày. Nhưng bởi vì linh khí của thượng phẩm linh thạch tinh túy tí hơn rất nhiều lần, nên luận động mặc dù không tính ra cũng biết, cũng là thời gian trăm ngày. Nhưng dùng thượng phẩm linh thạch có lẽ có thể để cao tốc độ lên đến, đến 3 bốn thành. Đối với tu tiên giả nghèo khó mà nói, làm thế quả thật là cực kỳ xa xỉ. Nhưng đối với lôi động mà nói, thời gian chính là tánh mạng. Một ngày một viên tiểu ngũ hành đan, cộng thêm 10 ngày dùng công hiệu của thiền mà biến một lần, lại thêm sử dụng thượng phẩm linh thạch cực kỳ xa xỉ để tu luyện lôi động tự nhận dưới tốc độ tu luyện như thế tuyệt đối cũng không kém hơn tuyệt thế thiên tài kia là bao lôi động đánh giá một chút khoản tài nguyên này đại khái đủ để mình không cần phải làm gì chỉ tu luyện cực kỳ xa xỉ trong gần hai ba năm dù sao càng về sau tiêu hào lại càng lớn nếu như không gặp phải thiên đại bình cảnh thì một ít thiên linh đàn dự trữ kia là đủ giải quyết rồi phương thức tu luyện xa xỉ mà khủng bố như thế chỉ cần kéo dài mấy chục năm sợ là dù những kim đan lão tổ cũng phải tác giả bại sản, phải bán của cải lấy tiền mặt mới có thể sống qua ngày. Bật quá trước khi bế quan còn có việc phải làm, đó là phải làm việc đã hứa. Trong một toàn núi hoang ở phụ cận Hà Đồng Hiễu Gia, lôi đồng chờ đợi mấy ngày, mỗi ngày đều tế luyện Hắc Long Kỳ mới có được. Đương nhiên, lôi động cũng không tế luyện nó thành bản mạng linh khí, chẳng qua chỉ là tế luyện một kiện linh khí bình thường thôi. Sau đó, lại thuận tiện tế luyện vạn quỷ phiền một chút, luyện chế sinh hồn của Trần Gia Nhị Lão cùng với đại lượng liệt quỷ và trong đó. Lấy cường độ thần điểm hiện giờ của lôi động, ngược lại đủ để trào chống ba con chủ hồn lệ quỷ trúc cơ kỳ, cộng thêm bảy tám trăm con lệ quỷ tạp ngư rồi. Ủy lực của vạn quỷ phiên, cơ hồ được tăng lên gấp đôi. Cũng mày không để lôi động chờ lâu. Một đêm này, mật thám mà lão giả họ trù đã mai phục ở liễu gia cùng cấp tin tức xác thực. Tà thiếu nãi nãi của bọn hắn đã đi ra ngoài rồi tìm hiểu tiểu hữu như vậy chính xác rồi lôi động cũng không dám trì hoãn rất sợ bỏ lỡ cơ hội này có trời mới biết còn phải đợi bao lâu nữa hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để hao tồn ở chỗ này hắn lập tức dùng một đạo hắc khí bảo lấy lão già họ chu theo trị điểm của hắn một đường truy tung theo tàm thiếu nãi nãi đang trên đường đi tìm tiểu hữu kia tàm thiếu nãi nãi kia đặt trên một kiện pháp khí phi hành giống như ngọc như ý không nhanh không chậm bay về phía đông xa xa theo sát đằng sau nàng đợi đến khi lão già họ chu xác nhận lôi động liền vụng trộm buông hắn ra một mình theo dõi phía sau của nàng khoảng cách khá xa nên mắt không thể nhìn thấy nhưng lôi động lại có thể thông thần niệm đã được tăng cường hơn không ít để truy tung theo nàng ta nàng kia bay được một lúc mới đèn lục quang xuống đạp xuống một tiểu cốc màu sắc thật rực rỡ trong cốc dòng suối khoan thai chảy hoa nở khắp nơi trên đất cảnh sắc hợp lòng người Tiểu cốc dựa vào núi, có một sàn bọc phòng tình xảo, hiện nhiên là nơi để yêu đường vụng trộm. Nàng kia đáp xuống dưới nhà gỗ tình xảo ấy, sau khi nhìn thoáng xung quanh một lúc mới bước chân đẩy cửa vào. Lôi động cung hạ độn quang xuống từ rất xa, ngay sau đó lợi dụng quỷ ảnh độn, xuất quỷ nhập thần, dán sát mặt đất, chậm rãi đến gần căn nhà gỗ, dùng thần niệm không tầm thường của mình quét nhẹ qua một lần. Lại phát hiện, ở trong phòng kia chỉ có mỗi một mình nàng kia thôi tư của nàng quá thấp, căn bản không thể nhận ra là thần niệm giò xét của lôi động được. Lôi động không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hiện nhiên tiền giàn phùng ngô văn lòng kia vẫn còn chưa tới, như vậy ngược lại rất tốt, có đủ thời gian để cho mình chuẩn bị, tìm một nơi ẩn nấp cách đó không xa, lén lút triệu hồi ra ba con quỷ vệ. Lục trương khi lôi động đồng thời sử dụng ba con quỷ vệ, thần niệm có chút không chịu đựng nổi, cực kỳ miễn cưỡng, nhưng hiện giờ lại nhẹ nhàng như thường. Hiện nhiên đã được đẩy thẳng rất lớn. Hắn không khỏi cảm thấy thư thái một hồi, ngồi xếp băng xuống, nuốt một viên đàn dược, khôi phục một ít chân khí khi phi hành, cùng với triệu hoán quỷ vệ. Chỉ một lúc sau, chân khí đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Lôi động lần nữa kiểm tra một chút xem, lần ám sát lần này cần dùng đến loại pháp khí linh khí nào. Văn quỷ phiên, tịch diện pháp luân, còn có kiện hắc lòng kỳ mới đạt được kia nữa. Về phần vệ hồn ảnh hồ, hôm nay mới chỉ có thực lực luyện khí tầng 11 cũng là không cần lấy ra chịu chết. Dù sao, đối thủ lần này chính là nhân vật trúc cơ kỳ tầng 3 đỉnh phong, lại không phải là loại nghèo khó. Gia tộc tu tiên có kim đàn lão tổ, tài phú hẳn là cũng không trình lệch quá nhiều với phản quỷ quật. Đối phong người như thế, tuyệt đối không thể hình thường được. Trình độ lợi hại của người này có lẽ còn hơn ra trần gia trang chủ. Cũng không biết là lệ cũ, hay là ngô văn lòng kia trên đường chậm trễ. Qua thêm hai ba canh giờ nữa, thì bên ngoài u cốc mới có một đạo đột quang sáng như bạc, vẽ ra một đường vòng cung, nhắm hướng nhà gỗ đáp xuống. Bật quá, người này cũng coi như cảnh giác, còn dùng thần điểm quét một lần trong cốc, xác định đường là trong nhà gỗ nhỏ, chỉ có mỗi nữ tử kia thì mới đẩy cửa mà bước vào bên trong. Khi thần điểm của hắn quét qua, lôi động đã sớm dùng thần điểm của mình bao lấy bà con quỷ vệ kia rồi. Lôi động có tu vi trúc cờ kỳ, thì lực không có thể, núp trong bóng tối rất xa, nhìn thấy trong phòng có một nữ tử áo trắng lào thẳng đến. Tiếp theo là cửa nhà gỗ bị ầm ầm đóng lại. Lấy tính lực của lôi động, có thể đơn giản nghe được tiếng hít thở ô ô không chút che giấu của hai người, cùng với tiếng thoát y sột sột soạt soạt. Không dám có chút chủ quan, lôi động kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi nàng kia phát ra một tiếng, một tiếng thống khổ mà kiều diễm. Hắn mới dùng thần niệm bọc lên bà con quỷ vệ. Thân hình phiêu hốt cẩn thận đến tới căn nhà gỗ kia. Dùng không ít thời gian, lôi động mới được bên ngoài căn nhà gỗ đứng yên. Trọng tài nghe được tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt trong phòng. Hiện nhiên, đã tới lúc cao trào rồi đây. Lôi động thầm cười lạnh trong phòng. Sắp chết đến nơi rồi, mà còn không biết điều. Nữ nhân kia rì rỉ ngày càng to, mà hô hấp của Ngô Văn Lòng cũng trở nên càng thêm gấp. U linh quỷ vệ dần dần lặn xuống trần tượng. Lôi động một tay giết lại. Văn quỷ viên đôi tay khu động pháp quyết, nói lầm bẩm gần ngàn con lệ quỷ hùng ác mãnh liệt mà ra. Cơ hồ cùng lúc đó, bạo kích quỷ vệ âm âm đánh tới, dùng tư thái cực kỳ cuồng bạo, hùng hằng đánh về đôi cầu nam nữ đang trần truồng trên giường, vẫn còn đang chiến đấu hàng hai kia. Mà hàn băng quỷ vệ lại niệm động hàn băng chú, một đoàn hàn khí thấu xương lạnh như băng, vèo một cái, đồng cứng căn nhỏ cũ kỳ lại. Ổn định quỷ vệ không tùy tiện phát động, mà dùng trạng thái tiềm hành lặng yên mà vào phòng, tìm kiếm cơ hội một kích tất sát. Là kẻ nào? Ngô Văn lòng bì phẫn mà sợ hãi quát to một tiếc. Hắn vẫn khởi một mặt pháp thuẫn, ánh hình quang bàn nan, thế nhưng trực tiếp che sau lưng. Trong tiếng gầm ẩm vang, khi kình giao kích, gợn sóng nổi lên bốn phía. Trong thoáng cái đã chấn nhà cỗ nát bấy. Mặc dù nói tu vi của hắn rất cao, hơn xa bão kích quỷ vệ, nhưng bão kích quỷ vệ khát máu, cộng thêm bộc phát ra như u linh, sao có thể ứng đối dễ dàng như vậy được? Tên kia vì vội vàng ứng đối, nên chân lực theo thần niệm kích thẳng vào thần hồn, chấn khiến cho lục phủ ngụ tạng của hắn như bị lệch vị, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng người này cũng rất cao minh, phản ứng cực kỳ linh vẫn, cũng không phản kích, trực tiếp khẽ động thần hình, chuẩn bị tiết triển thần pháp trở đi. Cùng lúc đó trong không khí, bằng hoa nổi lên bốn phía, độ ấm chợt hạ xuống, đồng thời khi thần pháp của Ngô Văn Long bị trì trệ, u linh quỷ vệ thừa cơ đánh tới hạ quảng bắt đầu khởi động hùng ác đánh tới tuy nói hắn đã sớm phát giác ra có người đánh đén lại dùng pháp thuẫn trùng phẩm linh khí ngăn được một kích này nhưng dưới sự vội vàng trùng quỷ vẫn không chịu nổi trọng kích liên tục như thế thân hình như diều đứt dây bay về phía trước Bà con quỷ vệ đồng thời lướt nhanh đến hệt như ba ma quỷ đòi mạng trong đêm tối lanh lạnh mà khủng bố sau lưng trong bầu trời đêm lệ quỷ rậm rạp trăng chít kia như là quỷ quân đến từ dưới cửu u trì trì trà trà kêu đền hừng phấn đánh tên món ăn ngon lành của bọn nó một tiếng dao long gầm gừ nổi lên trong bóng tối một đầu dao long cao vài trượng giống như là sườn bù, nhưng không phải sườn bộ do hắc khí tinh khiết tạo thành thổ bạo mà dường lành búa vút lao tới ngô văn long kia cũng rất lợi hại dưới hoàn cảnh như thế mà vẫn đánh ra mấy trượng hắc khí quay cuồng đánh lùi ba con quỷ vệ đang tới gần ra mấy trượng có lẽ là đến bờ vực sinh tử, bộc phát ra dục vọng muốn sống cường đại. Sau khi học trong một búng máu, quanh thần của hắn, huyết quang tăng vọt, giống như là dấu hiệu của huyết độn thuật hoặc là một loại nào đó tương tự vậy. Lôi động đã sớm đề phòng chiều này, gần ngàn con lệ quỷ mãnh liệt xông tới như là thủy triều, tạo thành một đoàn tường quỷ phạm vì mười trượng mấy, rậm rạp trăng chịt. Trừ phi ngô văn long kia có loại thuật pháp xé rách không gian bỏ chạy, nếu không hắn phải thắng mạng ở đây thôi. Dạo lòng đèn đặc như mực trong khí bay qua linh lực khí phách mười phần dù động thoáng qua liền đã hơn mười trượng Hạc khí quanh thần phóng đại gầm thép nhào vào trong quỷ triệu bác quỷ vệ không chịu tổn thương gì cũng theo sát phía sau rồng ngâm quỷ khiếu cùng với tiếng quát tháo tê tâm điệt phế của ngô văn long không ngừng vang lên trong phòng cỗ sụp đổ một thân thể mềm mại được phủ lên một tầng xa mỏng Rùn rùn rẩy rẩy dãy ruộ nhảy ra liếc qua tràng diện ngô văn long bị lệ quỷ ác lòng cắn xé, lại nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hắn. Mặt mày của nàng liền biến sắc, không để ý gì đến nữa, trực tiếp tế ra lục như ý mà bay về phía bầu trời. muốn <laughs> chạy sao? Lợi động khinh thường hư lạnh một tiếng, giơ tay lên. Một đạo thanh hồng bắn vào bầu trời đêm, trùng trùng điệp điệp cắt đạo độn quang màu xanh, tốc độ chậm chạp kia. Nàng kia chỉ kịp phát ra một tiếng kêu thảm, độn quang vụt tắt, hóa thành hai đoạn rơi xuống đất là An là dùng một kích ủ mình quỷ trảo dò xét qua, giảm giữ sinh hồn của nàng lại. Cơ hồ cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của Ngô Văn Long trong gần ngàn lệ quỷ cũng im bặt. Một đôi gian phu dâm phụ ngược lại làm ra trạng diện không cầu được sống chung, nhưng lại cầu chết chung. Lôi động đối với biểu hiện trong lúc nguy cấp của bọn hắn cũng rất khỉnh thường. Tùy nói muốn sống là bản năng của con người, nhưng vừa thấy gặp nguy hiểm thì mỗi người đã lo vứt bỏ đối phương mà chạy mất dép ngô văn lòng như thế còn dầu kia của liễu gia cũng như vậy nếu bọn hắn nghĩ cách giúp đỡ nhau chạy trốn thì tuy rằng lôi động sẽ không nhân tử nương tay nhưng trong lòng cũng không khinh thường đến vậy muốn chạy trốn chạy thoát được sao không dám trì hoãn lâu từ trong túi linh thú đại triệu hồi ra một cái vệ hồn ảnh hổ để nó phân biệt nuốt sinh hồn của hai người ấy lại là mãnh liệt khống chế mấy trăm đệ quỷ không để bọn hắn thôn phệ thi thể mà để ban con quỷ vệ nhào nhào hóa thành một đoàn sương mù dày đặc, thôn phệ huyết nhục, thành lý chiến trường. Mà bọn lệ quỷ cũng ít nhiều phát huy chút công dụng, giúp lôi động ngậm linh khí, pháp khí, cùng với chữ vật thủ trạc của hai người kia mang về đây. Trong khoảnh khắc ấy, chiến trường lộn xộn đã được quét dọn sạch sẽ, lôi động cũng không dám trì hoãn thêm, thu hồi một đám trợ thủ lại, sau đó thừa dịp mới trời mới tối, không bao lâu, trực tiếp lướt về hướng đã định ở trong kế hoạch của mình. Dưới tật phong, quỷ vụ màu đen của ác quỷ trướng bồng bềnh đung đưa, cũng lộ ra có chút phiêu giật đẹp mắt. Qua một lát, tốc độ mới khôi phục lại bình thường, yên lặng bay vút trong không trung như một viên lưu tinh. Chuyến đi này, mất hết 10 ngày, quần trái quần phải, ngược lại đã bay ra được hơn ngoài 10 vạn dặm. Lúc này, lôi động đã sớm bay ra khỏi phạm vi thế lực của âm sát tông. Căn cứ theo địa đồ trong ngọc giản, thì nơi này chính là khu trung lập giảm sóc, ước chừng có mười mấy quốc gia, nhưng lại có hai thế lực thượng đẳng, bảy tám thế lực trung đẳng. Còn các tiểu tông tiểu môn, thế lực hạ đẳng thì nhiều vô số kẻ. Bản thân của hắn cũng chẳng đếm hết được. Vì phòng ngừa bị âm sát tông ở tây bắc bên cạnh, hoặc là thiên âm cung ở phía đông rời tái, nên tông phái trong khu vực rộng lớn, không thua gì phạm vi thế lực của âm sát tông này, đã tự giác tạo thành một liên minh tên là Thiên Đạo Minh. Dù vậy, Thiên Đạo Minh tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng thực lực tổng thể nếu so với các quái vật lớn tồn tại lâu đời như âm sát tông, thiên âm cung thì vẫn kém hơn một chút. Bởi vậy, tôn chỉ của Thiên Đạo Minh chính là đoàn kết nhất trí, kiên quyết chống lại xâm lược từ bên ngoài, đồng thời bảo trì trung lập tuyệt đối, lại tìm mọi cách nịnh nọt hai hàng xóm gian ác ở bên cạnh, gian nan dựa vào cân đối, sinh tồn một cách im lặng. Kỳ thật tuy rằng thiên đạo Minh thực lực hơi kém hàng xóm lớn, nhưng bất luận là thiên âm cung hay là âm sát tông, muốn chiếm đoạt thiên đạo Minh thì không thể không trả một cái giá lớn được. Mặt khác, đối phương còn lại cũng không có khả năng trơ mắt ếch ra nhìn đối phương mở rộng thế lực, chiếm đoạt khu vực trùng lập ngay trước mắt của mình. Trong lịch sử sau nhiều lần giao phong thăm dò, dần dần đã ăn ý với nhau, đều chính thức xem nơi này là khu vực trung lập giảm sóc của song phương thổ địa tài nguyên đối với một tông phái mà nói nhìn như không có bất kỳ tác dụng gì nhưng trên thực tế tầm quan trọng lại vô cùng lớn có nhiều thổ địa hơn liền có thể dưỡng dục càng nhiều nhân khẩu hơn có nhiều nhân khẩu rồi sẽ có càng nhiều đệ tử có tư chất ưu tú huống chi địa bàn càng lớn các thứ như linh thạch khoáng sản linh thực vật cũng càng nhiều hơn thành thế của họ tự nhiên cũng càng mạnh hơn càng to lớn hơn nữa cũng bởi vậy bất kỳ một tông phái nào cho dù là tông phái nhỏ nhất đối với địa bàn của mình đều thấy rất gắn bó nhưng nếu muốn sống sót nhất là sống sót lâu dài phải biết đạo sinh tồn hoặc là kết minh hoặc là phụ thuộc hoặc là tìm chỗ dựa hoặc là quan hệ thông gia tóm lại trên cái thế giới này một tiểu thế lực không có bất kỳ chỗ dựa hậu trường nào cả thì tuyệt đối không có khả năng duy trì được địa bàn của mình tài nguyên của mình được giống như là một mỹ nữ đã lột sạch quần áo, lại không có chút đề phòng nào, không gặp chuyện mới buồn cười đấy. Lôi động đã tích lũy được một khoản tài nguyên lớn, sốt ruột muốn tu luyện tấn cấp, cũng không muốn đi lang thang khắp nơi, chỉ cần trốn xa ra khỏi phạm vi thế lực của Ngô Gia Hà Đông là được rồi. Coi như kim đàn lão tổ của Ngô Gia trở về, chẳng lẽ hắn có thể tính ra là mình giết tôn nhi của hắn, sau đó truy tung mình sao? Huống chi, trong hiện trường tồn nhiên của hắn chết có quần áo của một đôi gian phu rầm phụ ở đó suy đoán thế nào là tùy hắn thôi tìm một hoang sơn giã lĩnh ít ai lùi tới sơn động khuất bóng sau khi hơi bố trí một chút thả ra quỷ vệ canh giữ thì lôi động bắt đầu không thể chờ được nữa mà bế quan tu luyện cầm một viên tiểu ngũ hành đan ném vào trong miệng trong tay của hắn nắm một viên thượng phẩm linh thạch linh quang chớp động như một bảo thạch hoàn mỹ dưới đời này vậy hắn bắt đầu tĩnh khí ngưng thần chậm rãi thổ nạp theo dự tính tàn phát ra trong miếng thượng phẩm đình thạch kia đình khí phảng phất tinh thuần đến mức tận cùng kia cũng bị lôi động thủ nạp cảm giác man mát có chút nhẹ nhàng khoan khoái khiến cho lôi động thoải mái dễ chịu dùng mình một cái dùng nhập vào trong kinh mạch căn bản không cần rèn luyện đã không trụ được mà lưu chuyển trong kinh mạch rồi một ngày qua đi lôi động kiểm tra tiến độ tù luyện một chút con mắt không khỏi sáng rỡ Tượng phẩm linh thạch quả nhiên không bình thường, hiệu quả tu luyện so với trung phẩm linh thạch còn tốt hơn rất nhiều. Phương thức tu luyện cực độ xa xỉ như thế, chỉ sợ nếu vạn quỷ lão tổ biết được cũng sẽ đùng lay sắp đổ, mắt to xa xỉ. Chẳng phải biết rằng, mặc dù là kim đan lão tổ, lúc tu luyện cũng không dám liên tục dùng thượng phẩm linh thạch. Đa số thời điểm tu luyện đều dùng trung phẩm linh thạch cả. Thời khắc mấu chốt vẫn có thể dùng thượng phẩm linh thạch chạy nước rút một chút. Đương nhiên, việc này cũng liên quan đến lượng nhu cầu của song phương không giống nhau. Lôi động hiện giờ đã trúc cơ kỳ tầng 1, dùng thượng phẩm linh thạch để tu luyện, ước chừng trăm ngày mới có thể hao hết một viên. Nhưng Kim đạt lão tổ, một viên thượng phẩm linh thạch chỉ sợ không dùng được mấy ngày thôi. Còn nhìn là phản quỷ lão tổ, lấy phần tài lực kia, nếu mỗi ngày đều dùng thượng phẩm linh thạch tu luyện, cộng thêm dùng đan dược cực kỳ xa xỉ nữa, thì không cần 10 năm, 8 năm sẽ triệt để phá sản mất tu tiền không tuế nguyệt, thời gian vội vàng, nhóc một cái lại hơn hai năm qua đi. Trong hai tròng mắt của lôi động lại là nhiều thêm một tia thâm thúy. Trong hơn hai năm qua, lôi động coi như vừa buồn vừa vui. Vui chính là vào hơn một năm rưỡi trước đây, lôi động đã đạt đến tầng một đỉnh phong. Sau khi phục dụng viên thiên linh đàn thứ hai, lôi động thuận lợi tấn cấp đến trúc cơ kỳ tầng hai. Tu luyện lúc sau, ngoại trừ tiêu hao càng nhiều hơn so với trước kia ra, vẫn rất thuận lợi, nhưng ác mộng phía sau, đến sau trúc cơ kỳ tầng hai đỉnh phong mới bắt đầu. Hắn tràn đầy tự tin, lúc chuẩn bị dùng mấy viên thiên đình đan còn lại, trung kích bình cảnh thì lại không thể nào đột phá được, vẫn dừng lại ở trạng thái trúc cơ kỳ tầng hai đỉnh phong. Tiểu thiên đình đan hoàn toàn hao hết. Bất quá, tiểu ngũ hành đan còn thừa lại hơn 700 hạt. Thượng phẩm đinh thạch còn thừa bảy miếng. Mặc cho đôi động dày vó thế nào, tu vi cũng không hề tiến thêm được nữa. Lôi động có chút khóc không ra nước mắt, tổng cộng dùng 3 năm mình từ trúc cơ kỳ tầng 1 tấn thăng đến trúc cơ kỳ tầng 2 đỉnh phong. Đời này lần đầu tiên vượt qua sư tỷ về mặt tốc độ tu luyện, nhưng không ngờ tới, tu vi lại bị dừng lại ở tầng 2 đỉnh phong. Tử chất chết tiệt, Lôi động nhẹ thở dài, bên cảnh tầng 1 đỉnh phong ngược lại còn dễ nói, hai hạt tiểu thiên linh đan đã ổn rồi. Bên cảnh tầng 2 đỉnh phong lại không thể vượt qua nổi. Mà thứ như bình cảnh cũng không phải dựa vào tốc sức, liều mạng, tù luyện là có thể vượt qua được. Có đôi khi sau một cuộc chiến đấu, đốn ngộ liền có thể qua được. Có đôi khi trông thấy hòa hòa thảo thảo, không hiểu cảm ngộ ra cái gì đó liền có thể vượt qua. Lại có đôi khi trải qua kiếp nạn sinh tử, không hiểu đột phá. Nhưng có nhiều khi cả đời đều bị mắc lại ở đó, tù vì không cách nào tiến thêm. Lôi động đã dốc sức liều mạng, nếm thử đủ loại kinh nghiệm của tiền nhân. Nhưng hắn lại không thể hoàn toàn dựa vào những thứ như vô bờ mịt, mà chỉ vận khí mới có như vậy được. Thế nên, hắn nên tạm thời buông tha cho ý định tiếp tục ngây ngốc ở đây. Thần niệm do xét vào ngọc giản địa đồ. Sau khi xem xét một phen, điền cưỡi ác quỷ trướng rời khỏi nơi đã ở hơn hai năm nay. Mục tiêu của hắn chính là đệ nhất đại thành của thiên đạo Minh, thiên đạo thành, cách đây hơn bốn vạn dặm. Cũng là tổng bộ của thiên đạo Minh bọn hắn, Mấy ngày sau, lôi động tiến xuất hiện ở trên không trung phụ cận thiên đạo thành. Bản thân của hắn bay như một đạo lưu tinh. Thiên đạo thành dựa núi gần nước mà xây, tường thành cao vài chục trượng, công trình cao nhất đứng thẳng trong mây, khí thế quả nhiên cực kỳ hùng vĩ tráng lệ. Lôi động biết rõ, thành này tuyệt đối không thể nào để người trực tiếp bay vào được, liền nhập ra tùy tục, đèn độn quang xuống, đáp trước cửa thành. Trong nháy mắt này, lôi động có thể nhìn thấy theo có đủ loại đột quang, đủ hình dạng, đủ màu sắc từ bốn phương tám hướng mà đến, đang không ngừng đáp xuống, lại có người không ngừng từ cửa thành độn lên trời. Bỗng nhiên, một đạo đột quang màu vàng kim óng ánh đáp xuống trước mặt lôi động, tập trung nhìn vào, lại là một hòa thượng trẻ tuổi, thân thể cường tráng. Lôi động nao nao, hòa thượng của kim cương tự à? Lôi động đánh giá hắn, đồng thời hòa thượng kia cũng quay đầu lại nhìn lôi động. Hắn kẽ chào mày, hư lạnh nói. Thì ra, là thằng nhãi con ẩm sát tông. Mặc dù nói với vẻ khinh thường, nhưng trên mặt hắn lại cảnh giác dị thường. Lôi động nhìn ra tu vi hắn rất không tồi, có lẽ là trúc cơ kỳ tầng thứ ba rồi, mà nhìn tuổi tác như chỉ có hai ba mươi tuổi, nhưng thực tế khẳng định nhiều hơn một chút, nhưng đã ăn nói đỗ mãng như thế. Lôi động khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng ngạo nghễ nói, bật quá chỉ là một con lừa trọc nhỏ kim cương tự mà thôi. Người dám mà?" lồng mày của tên hòa thượng thể trạng cứng trắng toàn thân phảng phất như là có lực lượng tạc nổ tung níu lại khí thế tăng vọt lên một cỗ kinh khí óng ánh bảo vàng kim bay đến phía lưu động muốn chết sao từ lúc lưu động mở miệng khiêu khích thì hắn đã nâng cao tinh thần lưu ý rồi thấy hắn động thủ chiến tăng kìm cường tự cười lạnh một tiếng nói mỉa mai cuồng vọng thật toàn thân của hắn bạo khởi một hồi khói đen âm u đón nhận khí kình óng ánh màu vàng kia, đồng thời xuất động pháp quyết, quỷ vệ và hàn băng quỷ cơ hồ hiện thân cùng lúc. Lúc này, chúng đã là quỷ vệ cấp 2 rồi. Sau khi gia trì u minh quỷ khí, liền trở nên thô bạo, hung tàn đặc biệt, nhào nhào tới hỏa thượng kia. Hỏa thượng kia nhìn thấy hai quỷ vệ thực lực không tầm thường, sắc mặt hơi đổi, hai tay điền kết ấn. Một hồi kim quang hộ thuẫn nổi lên xung quanh thần hắn. Hai tiếng rầm rầm vang lên, hai con quỷ vệ công kích lên kim quang hậu thuẫn trong suốt kia, để lại từng đạo rung động. Hòa thượng kia cười lạnh hai tiếng, hai chân đột nhiên dẫm mạnh, dẫn xuất kim quang oanh động như đạn pháo về phía lôi động. Lôi động như thế nào lại điều mạng với hòa thượng kim cường tự, có năng lực cận chiến rất mạnh như thế, lập tức xuất ra u minh quỷ khí quanh thân. Trong phạm vi hơn 10 trượng, quỷ khí um tùm, âm khí lượn lở. Mà bản thân của hắn thì thi triển quỷ ảnh độn, lưu chuyển trong quỷ khí như quỷ bị phiêu hốt bất định trong hư không. U minh quỷ khí lưu chuyển bất động quanh thân, bất trụ mang tất cả về hướng hắn, cuốn lấy hành động của hắn từng chút một. Hòa thượng kia cũng cực kỳ cao minh, bị quỷ khí cuốn lấy khiến hành động khó khăn, không cách nào xuất ra tốc độ của mình được. Dứt khoát ngừng lại giữa không trung, liên tục xuất động pháp ấn, một chuỗi Phật châu tán ra ánh sáng long lanh lập tức xuất hiện, từng hạt bất trụ cuống quýt bay búa quanh thân thể hắn mỗi một hạt châu đều tán ra kim quang óng ánh quỷ khí lạnh lạnh vừa gặp phải kim quang kia liền giống như tuyết gặp phải lửa tiêu tán không thấy đầu nữa bật quá lửa có thể làm tuyết tan nhưng tuyết cũng có thể dập tắt lửa mỗi lần phật châu kia hóa giải một đạo u minh quỷ khí kim quang đã yếu ớt thêm một phần thừa cơ hội này hai quỷ vệ phiêu hốt lên sát bên không ngớt công kích về phía hòa thượng kia hậu thuẫn năng lượng màu vàng của hòa thượng rung động trận trận dù hòa thượng kim cương tự nổi danh phòng ngự và làm vật lộn từ trước đến nay cũng không có khả năng vĩnh viễn tùy ý phòng ngự trước công kích của hai tượng phẩm quỷ vệ không kém kia chỉ cần vài đạo công kích nữa là kim cương thuẫn sẽ không chịu nổi trùng kích mà bạo liệt ra hòa thượng liếc qua hai quỷ vệ hung ác lành lạnh trong ánh mắt tựa hồ có chút chán ghét và cảm thấy khó chơi lập tức vùng vẩy nắm đấm trở lại công kích về hướng quỷ vệ trong mỗi một quyền đều có thể nhìn thấy một đạo kim quang hiện lên khí thế phi phạm. Nếu lôi động không phải là đối thủ của hắn, thì cũng nhịn không được mà khen ngợi một câu. Hai quỷ vệ cấp hai kia bị hòa thượng công kích, chỉ có thể chống đỡ, lộ ra chật vật không chịu nổi. Mà lông mày của lôi động lúc này cũng nhíu chặt lại. Thẩm nghĩ, hòa thượng kim cương tử này quả thật là khó chơi. Không hổ là một trong bát đại đỉnh cấp tông phái đồng liệt thiên hạ, nổi danh cùng âm sát tông. Bật quá, lôi động cảm thấy cũng đã chắc chắn. Âm sát tâm của mình cũng không phải để người tùy ý trả đạp. Mình còn rất nhiều đòn sát thủ chưa sử dụng. Nguyên lai muốn làm một việc rất ít khi làm. Thầy hắn chiến đấu cản trở như vậy, sát tâm không khỏi ẩn hiện trong nội tâm. Một tay khẽ vẫy vạn quỷ phiên trong tay, gần ngàn đệ quỷ mãnh điện xuất ra, gió lạnh như phất, gào khóc thảm thiết. Trong phạm vi hơn 10 trường, thiên địa đều biến sắc, cũng không biết ai hôm một câu trước tiên người âm sát tông và kim cương tự đánh nhau rồi. Trong khoảnh khắc ấy, người ra khỏi thành cũng không rời đi nữa, mà người muốn vào thành cũng không tiến vào, đều nhao nhao tránh qua, có chút tránh né, bắt đầu hiếu kỳ vây xem. Tuyệt đại đa số trong đó tự nhiên là tu sĩ truyện khí kỳ, nhưng cũng không thiếu tu sĩ trúc cơ kỳ. Mọi người đều có chút tò mò, nhìn xem người kim cương tự hay là người âm sát tông lợi hại hơn. Nhưng hiện giờ, bạn quỷ phiên khí thế phi phạm kia của lôi động vừa xuất hiện ra, lệ quỷ điền mãnh liệt che trời lấp đất trang cảnh rất là hung ác kinh khủng người nhát gan đều nhao nhao trốn xa sợ bản thân gặp tai họa Thế đại quân phảng phất vô số lệ quỷ kia sang mặt hòa thượng cũng khẽ biến lúc này chỉ muốn thoát khỏi hai con quỷ vệ dây dưa đối phó với bản thân đổi động nhưng đã không còn kịp rồi khoảng cách vốn không xa trong chốc lát quỷ triều điền tôn vệ cả người hắn nhưng ba con lệ quỷ chủ hồn có hình thể cực kỳ lớn lại chỉ trôi nổi giữa không trung ra lệnh chỉ huy. Bị quỷ triều trôn vùi, thần niệm của hòa thượng lập tức không cách nào hướng ra bên ngoài dò xét. Con mắt cũng không nhìn rõ bên ngoài nữa. Chỉ cảm thấy bên tai toàn là tiếng quỷ kêu thập phần oán khí, bén nhọn mà thây lương của lệ quỷ. Vô số tiềm trào duệ nha kia dốc sức liều mạng cắn xé kim cường thuẫn của hắn, thậm chí là liều lĩnh thôn vệ xá lợi Phật Châu. Tuy rằng kim quang xá lợi Phật Châu có thể đơn giản hòa tan những lệ quỷ can đảm cắn nuốt nó nhưng còn không làm được vài lần thì từng hạt Phật Châu liền bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang. Để cho hòa thượng ủy khuất nhất chính là, lúc vô số lệ quỷ quấn thân, ánh mắt và thần điệm đều bị ngăn trở. Hai quỷ vệ vốn không phải là đối thủ của mình, giờ phút này đại triển thần uy, trái lại khiến cho hắn cảm thấy kém cỏi, chật vật mãi không thôi.